Đối với các cơ sở kinh doanh karaoke thì luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất là cao. Khi xảy ra sự cố thường gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Thì theo thống kê của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, từ đầu năm 2016 đến nay cả nước có 23 vụ cháy cơ sở kinh doanh karaoke gây thiệt hại khoảng 9 tỷ 52 triệu đồng, 13 người chết và 2 người bị thương. Riêng trên địa bàn Hà Nội thì đã xảy ra 6 vụ cháy cơ sở kinh doanh karaoke, đặc biệt là cháy cơ sở kinh doanh karaoke tại 68 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Vừa qua thì đã gây thiệt hại nặng nề về người, làm 13 người chết. Về tài sản thì chúng tôi đang thống kê, các lực lượng đang thống kê. Đặc điểm khi cái hiểm cháy nổ đối với cơ sở kinh doanh karaoke ấy, thì các cơ sở kinh doanh karaoke thường được thiết kế rất kín để tránh tiếng ồn. Mặt trước của tòa nhà thì hầu như bị che chắn bởi các cái biển quảng cáo, điều kiện thông gió gần như là không có, nên khi xảy ra cháy sẽ gây hiện tượng tụ khói, gây khó khăn cho lực lượng tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong các cơ sở này thì thường sử dụng các cái vật liệu trang trí nội thất cách âm dễ cháy như là mút xốp, cao su, phông rèm. Khi có cháy, tốc độ cháy lan rất nhanh, tỏa nhiều khói độc, nên người trong quán không phát hiện sớm và thoát nhanh ra nơi an toàn sẽ nhiễm độc khói, sẽ gây tử vong. Việc thay đổi công năng sử dụng nhà ở thành quán karaoke nhưng không chú ý đến các cái điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy như không đảm bảo lối thoát nạn, không được trang bị các phương tiện thiết bị báo cháy và chữa cháy, đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, nên không phát hiện được đám cháy sớm, không kịp thời cứu chữa gây cháy lan và cháy lớn. Về khuyến cáo đối với phòng cháy hay đối với cơ sở kinh doanh karaoke thì đối với các cơ sở này thì phải chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh ngành nghề có điều kiện, đặc biệt là quy định an toàn phòng cháy cháy, trong đó lưu ý một số nội dung sau: là tổ chức cho nhân viên phục vụ tự tìm hiểu, học tập để có kiến thức, kỹ năng về phòng cháy cháy và thoát nạn khi có sự cố xảy ra; thường xuyên đôn đốc nhắc nhở nhân viên, khách hàng chấp hành quy định về phòng cháy cháy; tổ chức quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, nơi đun nấu, thờ cúng, đốt vàng mã; lắp đặt và sử dụng an toàn các hệ thống thiết bị điện công suất cao, các thiết bị bảo vệ chống quá tải, chống ngăn mạch; chuẩn bị sẵn sàng phương tiện chữa cháy tại chỗ, phương tiện thoát nạn, di chuyển người bị nạn ra nơi an toàn khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Đối với người dân ấy, thì chúng tôi khuyến cáo là tự tìm hiểu về cái kiến thức học tập, phải trang bị cho mình các cái kiến thức cơ bản về an toàn về phòng cháy cháy và kỹ năng xử lý thoát nạn khi có cháy nổ xảy ra tại nơi ở, nơi làm việc, nơi vui chơi giải trí. Khi tham gia tại các nơi vui chơi giải trí cần chấp hành nghiêm các quy định về sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, không mang chất cháy, chất nổ đến những nơi này. Trước khi có cái hoạt động vui chơi cần quan sát kỹ các lối thoát nạn để đề phòng khi có sự cố cháy nổ xảy ra thì xử lý kịp thời và thoát nạn an toàn cho mình.